Hello, xin chào quý vị nhà chung sung sướng. Hôm nay là Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2023. Mình mới vừa được cậu ấm tặng cho cái massage chân. Đây, xin giới thiệu quý vị. Đó, coi như rất là công hiệu khi mà mình xài. Nó thông từ dưới chân lên, rất là tuyệt vời. Nên sẵn đây cái dịp hôm nay mình giới thiệu đến quý vị khán thính giả. Nếu quý vị thích thì cứ cảm thấy ích lợi thì đăng ký để mời mua. Vâng, đó quý vị đánh vào tên là AMS Foot Massage, là có nhiều loại để quý vị lựa chọn, và có bốn công năng để mà sử dụng. Đó, đó xin giới thiệu đến quý vị. Đây, cái này nó có đồ bấm và đồ, cái này xài mấy chục tiếng đồng hồ rồi quý vị sẽ câu vào sạc, quý vị sẽ coi công hiệu của nó sau. Đây bây giờ quý vị coi nè, mình đây cái này là miếng này này quý vị, cái này mình có thể tháo ra và lắp vô. Đó rất là tuyệt vời, nó âm dương. AMF Foot Massage tuyệt vời. Đó, bữa nay là Merry Christmas, chuẩn bị chào mừng Giáng sinh nghe quý vị. Đó, chào quý vị vui tươi và hạnh phúc. Đây bữa nay đi vào nhà đây mình bấm này quý vị, nó lên đằng xanh nè, cái này nó cũng lên đằng xanh này quý vị. Đó quý vị thấy không, quý vị khỏi để chỉnh ở đây, mình để cái chân lên đây, lên đây mình muốn số 1, số 2 là tự nó chỉnh. Đó nó rùng sướng lắm quý vị, nó có nhiều công năng, rùng nhanh rùng chậm. Đó sướng lắm. Đó, bắt đầu quý ô cha, nó chạy bây giờ nó đương rằng 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 dưới mấy gốc chân rồi nó chạy lên trên người lên tới đây và có thể lên tới này tùy theo mức độ và có nhiều công năng khác nhau, rất là tuyệt vời. Đó quý vị thấy không, mình chỉnh ra nè, bây giờ mình qua cái khác rồi bắt đầu mình chỉnh lên, bây giờ nó chạy cái khác. Đó nó có nhiều công năng, nó quý vị bấm xuống. Rất là tuyệt vời, lấy nó ăn chịu với nhau. Đó bây giờ mình bớt nè, là nhẹ rồi bây giờ mình đi qua cái khác, quý vị thấy cái xanh đó nó nhảy qua cái xanh khác đó quý vị thấy không, là chương trình khác. Đó có nó nhiều có nó có năm cái chương trình rồi, nó đánh chậm chậm, nó giúp cái đồng hồ rồi nó chạy nhanh 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 tới 9-10 rồi nó lên 30-40, nó có nhiều loại rất là tiện lợi. Khi mình ra New Star Sài Gòn thì bà chị Sáu á, chị của Lalo Bái Mập giới thiệu nên là cậu ấm và Lalo Bái Mập mua tặng cho mình, và mình thấy công hiệu lắm, ngủ ngon mà thông mạch máu nữa. Đó bây giờ mình tát nè, mình đi không đó mình xuống nè, thấy không quý vị thấy đó, xuống đi qua đó, đi xuống đi lên đó đó, lên 3 4 5, cái này là nó chạy tê 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 qua tê tê, nó rung nè quý vị qua, nó đánh nè, đánh ở đây á, nó giật 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 cái gân của mình. Rồi xin cảm ơn quý vị, đây là công năng tiện dụng. Cầu chúc quý vị được thành công khi quý vị mua cái cái massage chân. AMS Foot Massage, là coi như nó đánh cái chân đóng góp khỏi mất công đi mấy cái chỗ mà làm móng tay cạo vào chân rồi, ở đây lau luôn cái mập vào chân được, và có máy bấm nữa là tuyệt vời rồi quý vị. Massage chân xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Ngay bây giờ bắt đầu mình làm chương trình khác. Đây quý vị có thể mua dép này đẹp nè. Đó, quý vị thấy dép không? Số 41 là của mình. Nó có hai hiệu, còn hai công ty là Livery ở chợ Max, chợ Ly đó, rất là tuyệt vời. Số 40, 41 là số của mình. Đó, rất là đẹp. Đó, thấy quý vị thấy không? Đó, quá tuyệt vời. Đây, mình để ở đây để cho quý vị tham khảo và mua ở cái mấy cái hiệu. Còn đây, quý vị qua nè, Pura Vida Golden Beer là trái lê màu vàng rất là đẹp, chắc cái tay ba bầu chín cua, quý vị thấy trái đẹp không, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 quả, quả bự này quý vị, siêu to đại bự đẹp nè, wow quý vị thấy đẹp không, tròn vo đó quá đẹp. Đó xin giới thiệu quý vị, bữa nay mình mua được đây, chết tụi mình đây ấy. Đây, chào các bạn. Wow, quá đẹp này quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Đây là trái
cá lê màu vàng rất là ngon và rất là tuyệt vời. Còn đây này, quý vị thấy xoài lê này là lê Hồng Quốc ngọt lắm, và thanh long rất là ngọt, thanh long đỏ quý vị tuyệt vời lắm. Wow, thanh long đỏ tuyệt vời lắm quý vị ơi, ngọt sợ luôn đó, thanh long đỏ đó, nhiều trái lắm. Cái đó là trái kaki tuyệt vời. Dạ, rất là tuyệt vời trái kaki. Đó, à bên đó là cái Simon. Trái kaki là cái nhỏ, cô quay trái kaki cho bà con coi ở sau á. Đó, trái kaki là trái kia. Đó, bữa nay giới thiệu quý vị. Đó, quá tuyệt vời. Quý vị thấy mãng cầu nè, ngon lắm quý vị, mãng cầu chín rồi nè, lâu lâu bé Mập ăn hai quả rồi này quý vị coi nè, mãng cầu rất là ngon, chín, wow, quý vị thấy tuyệt vời không? Đừng có giỡn, cô có mà tại sao lần nào cô quay cũng vậy, cô sẽ có ăn một trái rồi mà, cô thấy mấy quá vậy? Có mà, cô thấy mấy quá. Cô ăn một quả rồi, đừng có giỡn nữa, cô ăn quá rồi nè. Xin mời quý vị. Rất là ngọt nè quý vị. Đây, qua bên này. Wow, ngon lắm, xin mời quý vị. Phẩm cầu là mình mua được 4 thùng, một mà 40 quả. Ngọt sợt như đường. Và bây giờ trái thanh long nha. Mình cắt một trái, trái này siêu to đại bự nè quý vị, thanh long. Đó, thanh long rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không, xanh lè, đẹp quá. Đó, ngon. Đó, la lô bá mập ăn một quả, mình ăn một quả rồi. Rất là ngon, ngọt sợt luôn. Cái này mình cắt cho quả ấm nha. Cái mặn cầu với cái này là dành cho quả ấm này quý vị. La lô bá mập ăn một quả rồi, đây còn một quả chín nữa nè. La lô bá mập chín rồi nè. Chín rồi đó, cổ tưởng không có phần của cô này, cô thích ăn uống mà. À, người quá như thích ăn uống. Wow, ngon hồng, quá tuyệt vời đây quý vị ơi. Wow, mình để lên cái này. Cứ coi cứ quay cái tay xuống đây, ngon quá. Quá tuyệt cái này. Cái này sẵn dịp quá như sang nhà Mamo MF chuẩn bị lấy dòm của trong năm. Nên là tuần sau là quá như tuyệt vời. Và mình sẽ giới thiệu quý vị sang nhà đội đá banh, đội túc cầu của Thụy Điển, nhưng mà của tỉnh thành phố Bánh Mờ, thành phố thân thương mình chuẩn bị rời khỏi Bánh Mờ trong 16 tháng 12 này. Còn của ấm và ra lô gái mập đi lên trên đại học thành phố của đại học 35 năm, đã quên 350 năm, tại sao mà bớt đây quý vị. Thấy thanh long ngon không nè? Wow, quá tuyệt vời nè quý vị. Thanh long đỏ, nó đỏ mà tại sao ta thanh long? Thanh long tức là màu xanh. Con này là con thanh long nè. Con này con rồng gọi là thanh long. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị nha. Mình ăn trái hồng long đỏ. Xin mời quý vị, ngon lắm. Cô la lô bé mập sẽ có mà. Nó ngọt lắm. Nhưng mình ăn bẩn cầu vô thì nó... Nó lại mình ăn nó trước. Đây. Quá tuyệt vời. Đây, xin giới thiệu quý vị. Cái hộp ốc chó này mỗi ngày quý vị ăn 5 hộp. Rất là tuyệt vời. Và đó, nên là rất là ngon để giới thiệu. Còn trái này là trái xoài rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không? Đỏ lồm lồm. Trái nào trái nấy ngon quá. Đó, ở đây là coi như thành phố này nằm ở giữa bốn châu đều, năm châu bốn biển đều mang đến, từ Brazil, Nam Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Morocco, hồi Ý đi hàng đem về đây rất là nhiều, không sức mà ăn. Đó, đó quý vị thấy không, trái này mình mua được 6 trái, đó rất là tuyệt vời. Trái này là trái lựu. Wow. Ở đây cái gì cũng có, chuối đồ đầy đủ, những trái ngon đó, của ngon vật lạ cho những người nào thích ăn uống. Dạ, rất là tuyệt vời.
Đây là những cành hoa đẹp nè quý vị, tuyệt vời. Chúc thật của mình ở đây, nó có trái cây luôn. Mình ngồi đây. Xong. Wow, quý vị thấy tuyệt vời không? Xin cảm ơn quý vị, bữa nay đội Mama FF đã làm độ với đội HK ở Vista Boy và đội Borut, và bây giờ hiện tại còn hai đội Borut và Mánh Mờ sẽ tranh giải vàng trong năm. Và cầu chúc đội Mamo Túc Cầu, Mamo FM Football là đội Blue này, bây giờ đội này đây đó, đội này là đội ra số 25, đội này Mánh Mờ đó, Mamo FF đó quý vị đó. Cầu chúc cho đội này sẽ thắng, đội này đã từng thắng số 25 hai bên dịnh cúp, nên là mình năm nay mình sẽ được lấy giải vàng trong năm và của đội Mamo FF. Dạ, sáng nay mình giới thiệu ở đây quý vị, cái áo này là lo lô với mặt tặng cho mình trong cái tiệm nè, tiệm đồ mắc tiền quý vị. Oh, Only Sponsor đó, mắc tiền đó quý vị. Dạ, hiệu này là có tên có tiếng này. Cái này là rất là mắc tiền, cái này là 2.200 euro đó quý vị, 2.000 tiền Thụy Điển đó, đây là rất là tuyệt vời đó. Còn cái áo này là của cậu ấm đó, rất là tuyệt vời. Cái này cũng là 200 euro 139 tiền bằng Anh, cái hiệu rất là đẹp nè đó, New Zealand đó quý vị, của Tân Tây Lan đó đó, quý vị thấy không, có hiệu nè đó, rồi có khen đẹp nữa đó. Cái này là hiệu 54 mình mặc rất là tuyệt vời đó. Đây, còn cái này là cậu ấm tặng cho mình nè đó, quý vị thấy không, cái áo Morris này nó có hiệu nổi tiếng này quý vị, chợ bán đồ mà coi như đồ mắc tiền á, Morris. Rất là đẹp, áo này giống như 007, và áo này là 3.299 tiền của Thụy Điển đó quý vị đó, mà còn lại 500, quá là ngon. Và nên là quý vị có dịp về Mánh Mờ, trung tâm thương mại của Jerexro bây giờ đương mở cửa hàng bán hàng hiệu, nên đây là sẵn dịp đây giới thiệu quý vị để quý vị mua những sản phẩm mà nổi tiếng, cũng như là cảm ơn cậu ấm với Lalo với Mập. Nhân dịp này coi như mình chuẩn bị 60 trong năm, không biết còn kéo được bao lâu với nhân thế này hàng gì. Mấy bữa này tin tức ta nhiều người bận đã ra đi, ngủ không thấy dậy, lên nắp nhà cửa rồi lo toan nhiều quá. Đây quý vị thấy ngon không, trái này là trái dâu đất với chanh ngon lắm. Còn cái này là uống cà phê của chợ Khóp, rất là ngon quý vị, uống với cà phê mà hòa tan rất ngon. Còn cái này là ổi, quá wow, phải ổi không, đúng, Jaguar Melon. Cái này ổi với trái dưa hấu quý vị, rất là ngon. Cậu ấm thích cái này, hiệu Hamstore này nổi tiếng lắm, thành phố thân thương của Lalo Vẽ Mập với A Huy Hoàng Gia với cậu ấm. Lalo Vẽ Mập lấy bằng lái xe ở đây, và cậu ấm bây giờ đương đi dẫn cho đại học này, rất là hậu hỷ, cả thành phố, tức là chính quyền địa phương mời cậu ấm làm việc để mà hướng dẫn cho những vị, mà hướng dẫn cho thanh thiếu niên. Đây còn cái này là chanh này quý vị thấy ngon không, nước chanh ngon lắm đó. Cái này là mình giới thiệu rồi, xin là mình uống. Còn này nè, nó ngon quý vị, cái này ớt jalapeno, là trái ớt cay thiệt cay, với trái chanh nhỏ gọi là lý mè, trái lớn gọi là citron đó, rất là ngon. Còn Cuba Cola Zero này rất là ngon nè đó, Cuba Cola này đó, Zero là không có đường, rất ngon. Còn cái này thiên nhiên này quý vị, nước thiên nhiên ngon lắm. Còn nước này là nước dâu đất với trái lựu của mình. Còn nước này là nước chanh, uống rất là ngon. Còn tuyệt vời nhất hợp khẩu vị của người mình là bia Heineken, rất là tuyệt vời. Wow, quá ngon, ba mươi mấy độ là uống vừa rồi quý vị. Ngon lắm, ngon lắm. 1973 đến giờ đó quý vị, bia này rất là ngon. Đây còn ba mươi mấy, ba độ mấy. Vâng, đây coi như ba độ mấy, ba độ năm uống được. Xin cảm ơn quý vị. Và đây là trái nho rất là tuyệt vời của chợ Cóp bán quý vị, ngon ngon giòn tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cái đây là đó, này mướp đắng,
hoa mướp đắng này, cá khổ hoa gọi là mướp đắng đó. Hoa, đây là cô La Lô bé mập mua đây, đây đứng cho mình nè quý vị.